Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái ly trong 3D Max bằng lệnh Laffer. Đầu tiên để vẽ ly thì chúng ta sẽ chỉ vẽ một nửa biên dạng mặt cắt của nó mà thôi. Các bạn vào tab khởi tạo, chúng ta chọn về đối tượng xác, chọn lệnh Line. Các bạn vẽ theo tôi như sau, tôi bấm điểm thứ nhất, bấm điểm thứ hai, điểm thứ ba. Các bạn giữ Shift để tạo cái đường thẳng. Sau đó tôi sẽ tạo chéo cái lái ly, giữ Shift để thẳng lại. Sau khi hoàn thiện xong, các bạn trượt phải kết thúc lệnh. Chúng ta cùng nhau nhấn số 1 để về chế độ Vertex để chỉnh các cái đỉnh này. Tôi có thể chọn hai cái đỉnh này, chúng ta kéo gần lại. Để khi chúng ta đối xứng cái ly này qua, nó sẽ không quá lớn. Hoặc là chúng ta tùy chỉnh các đỉnh này cho hợp lý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm mịn cái thành phần ly này để cho nó đẹp hơn. Chúng ta chọn cái đỉnh. Kéo xuống dưới này chúng ta sẽ thấy đối tượng có cái lệnh hiệu chỉnh Fillet. Chúng ta chọn Fillet và chọn đỉnh đẩy lên một khoảng. Tiếp tục với cái đỉnh này, chúng ta sẽ đẩy lên một chút để cho nó mịn hơn. Và cả cái đáy ly này. Nếu cần thiết chúng ta chọn đối tượng này và di chuyển nó vào một chút. Kéo cao lên. Sau đó các bạn nhấn phím số 1 một lần nữa để thoát cái lệnh này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành làm cái ly. Các bạn bấm vào chữ Modify List bằng chuột trái. Chúng ta gõ phím L. Lathe chính là cái tên của nó. Chúng ta bấm Lathe. Thì thấy rằng khi bấm xong các cái biên dạng khối đã được tạo ra rồi. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa đúng lắm. Thì các bạn bấm xuống dưới này. Chúng ta chọn các cái chế độ canh gióng, chúng ta chọn min. Thì thấy rằng cái ly chúng ta đã hoàn thiện. Các bạn có thể xoay để quan sát. Vừa rồi tôi vẽ các biên dạng mặt cắt trên cái mặt phẳng để các bạn hết sức chú ý. Nếu chúng ta muốn cái đối tượng này, cái thân này nó to hơn một chút nữa, các bạn có thể làm như sau. Tôi chọn về cái dấu cộng lệnh Laffer, chọn Acid. Các bạn kéo, đẩy ra một chút cho nó lớn lên. Nó muốn cái đáy này nó rộng hơn, chúng ta chọn số lệnh Line, chọn Vertex. Chúng ta chọn cái đỉnh này, cả hai đỉnh này. Chúng ta lần lượt kéo ra một chút nữa. Sau đó bấm lại cái lệnh này. Làm sao cho cái ly chúng ta hoàn hảo thôi. Bây giờ tôi sẽ giải thích các thành phần của lệnh Laffer. Bật tắt lệnh thì chúng ta đã quen rồi. Đây là degree số độ 360, có nghĩa là nó sẽ xoay quanh cái trục này 360 độ. Tôi có thể về mặt top để quan sát. Nếu như tôi sẽ giảm thành 180 độ, thì cái này chúng ta chỉ có một lửa cái ly thôi. Đây. Còn tôi tăng lên, thì cái ly nó sẽ đầy đủ hơn. Welcome là chúng ta sẽ làm giảm cái biên dạng lỗi ở phần dưới đáy ly. Nếu như trong quá trình chúng ta thực hành nó vẫn còn cái lỗ nhỏ là chúng ta sẽ bấm Welcome. Cái này là do quá trình chúng ta vừa di chuyển cái trục ra rồi, đâm ra nó bị thế này. Tôi có thể di chuyển lại trục bằng cách như sau, chọn Exit. Di chuyển lại theo cái trục X. Nó hàn lại cái vị trí này. Ok. Nếu chúng ta chọn flip, chúng ta đảo mặt cho cái ly. Các bạn để ý những cái vùng tối này. Nó sẽ đảo mặt. Cái này không cần thiết. Trong trường hợp các bạn ốp vật liệu bị lỗi thì chúng ta sẽ sử dụng cái thành phần này. Segment chúng ta tăng lên để cho cái ly mịn hơn. Ngoài ra chúng ta phần tapping lắp đậy. Những thành phần này, tôi khuyên các bạn nên giữ nguyên. Bởi vì các lắp đậy trên chúng ta đã mở rồi. Direction, các cái hướng chụp. Chúng ta có ba cái hướng chụp. Các bạn có thể thử nghiệm và rút ra cái quy luật của các hướng chụp để chúng ta thực hành. Sau khi cần chôn Z xong, chúng ta đã có đối tượng này. Tôi tăng lại cái số segment cho nó mịn hơn. Các đối tượng xuất của chúng ta gồm Path, Mesh, Num. Tôi đã có dịp đề cập đến cái thành phần đối tượng xuất này rồi. Path chúng ta sẽ xuất dạng lưới đơn, ít lưới nhất có thể. Mesh an toàn nhất và Num dễ bị lỗi nhất. Chúng ta để mặc định là Mesh. Các vị trí canh gióng và sao hàng, nếu mà trong quá trình mô hình hóa mà nó không ưng ý các bạn có thể canh gióng một trong ba vị trí này. Nó sẽ đưa cho chúng ta một kết quả đúng nhất. Smooth làm mềm đối tượng hay không? Chúng ta sẽ zoom lại vậy để thấy rằng smooth
thì các bề mặt nó bị gãy. Khi check smooth lên thì nó sẽ mềm mịn hơn. Với cái lệnh Lathe này, chúng ta sẽ vẽ được tất cả các đối tượng có tính đối xứng bằng nhau. Ví dụ như các cái trụ cột cũng có thể vẽ được, các cái đối tượng trang trí. Rất nhiều thứ chúng ta cũng có thể mô hình với cái đối tượng lệnh Lathe này. Nếu các bạn để ý kỹ thì thấy rằng cái đối tượng cái ly của chúng ta nó hoàn toàn không có độ dày. Vì vậy sau khi dùng cái lệnh này, chúng ta hãy dùng tiếp cái lệnh bên Modify nữa để tạo cái độ dày cho cái ly này như sau. Các bạn chọn cái ly, tôi sẽ dùng gần lên để thấy rằng chúng ta sẽ tạo được độ dày cho nó. Qua Modify, bấm Modify list xuống, chúng ta gõ phím SH. Nó sẽ tìm đến cái lệnh có tên là Sao, là đẩy tăng độ dày lên. Khi tôi bấm vào lệnh Sao, các bạn để ý rằng xung quanh cái viền này, cái ly sẽ được dày lên. Nó dày lên một khoảng rồi. Ở lệnh Sao này có một vài thông số cơ bản như sau. Inner Mount nó sẽ đẩy vào trong bao nhiêu. Outer Mount đẩy ra ngoài bao nhiêu. Thì cái này do chúng ta tùy chỉnh. Shipment là cái số lưới theo cái bề mặt map của đối tượng này. Thì thực ra ở cái ví dụ này chúng ta không cần tăng lưới, nó sẽ gây nặng máy cho chúng ta. Các cái ID khi mà liên kết tới vật liệu thì chúng ta sẽ đề cập sau. Ở cái đối tượng lệnh sao này chúng ta chỉ cần quan tâm đến ba cái ô này mà thôi. Vậy là đối tượng clean của chúng ta đã được hoàn thành.